Hello, chào tất cả các bạn, quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Mình đây Chuối đây. Đây. Chào bạn đi. Ai đại ca to nhất em đâu? Vinh ơi. Vinh ra cháu bạn nhanh à. Đó. Ok bạn. Ôi, mày báo vừa thôi. Cắm đầu đấy. Rồi các bạn ơi, hôm nay là mình với lại hai anh trẻ trâu bé nhất em là Vinh và Thảo Đen thì sẽ đi quay một cái vlog các bạn nha. Các bạn có nhớ là tuần trước mình có làm một cái vlog bẻ lò xo không, được hơn 200.000 view, quá đẳng cấp. Hôm nay mình tiếp tục quay vlog về bẻ đồ ống đao các bạn nhá. Bẻ cái gậy lò xo này. Thảo có nhớ trước mình có làm một cái vlog quay trẻ em ở huyện trẻ em là làm diều ở huyện huyện vùng núi không? Em đúng à? Đấy thì đi lên chỗ các em vùng cao một tí ở chỗ huyện mình để quay một cái vlog thử thách các em bẻ đồ long đao nha các bạn. Và thử thách dùng đây, dùng 1 triệu này ăn sập quán tạp hóa cổng trường nha các bạn. Nói đồ ăn vặt là mấy đứa phê đúng không? Đấy, ok bạn nha, thì bây giờ là mình sẽ đi lên trên đấy. Mình đã đi đến vùng cao nha, vùng cao chỗ mình lạ nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, vùng cao chỗ mình đừng nhựa luôn nha các bạn. Giờ đi xem là trẻ trâu ở đâu nha các bạn. Quán tập hóa này này. Đâu? Đấy. Phải không à? Phải. Hình quán tập hóa vùng cao sao nó lại như cái chợ này nhỉ? Bây giờ đi ra cổng trường xem có quán tập hóa nào đang đây ở chợ mà. Đấy, gần đấy trường nha các bạn. Ok các bạn ơi, như đây là trường vùng cao, là trường vùng cao xa lãi. Đẹp mướt luôn này. Đây, trường đây. Ô, đây trường. Đây rồi, trẻ trâu rồi. Chơi. Nhưng mà đi mua đồ đã. Ok, đến lời có một số bạn ở trong trường nhận ra bọn mình các bạn ạ. Đây, mình thấy có quán tạp hóa này này. Đâu? Đâu? Ô, đóng cửa rồi. Vừa thấy mở cửa mà. Này, quán tạp hóa này các bạn. Ôi giời ơi. À đây, trên này có một quán tạp hóa nữa. Đây này, lên đây. Đây rồi. Ừ. Thảo ơi. Vào đây mà có đồ long đao này. Vậy lò xo này. Cái này bao nhiêu cân đi? 100 cân. Hả? Bao nhiêu cân à? 30 cân bẻ từ nào? Gì? Ui giời. Mua gì đây? Thảo lấy cái rổ ở đây thôi. Ok, lấy túi đi xong rồi thích nhặt thì nhặt. Chân gà em thích ăn chân gà. Lấy luôn. Mình đi vặt nhá. Lấy một túi được coi. Có một củ rồi mua lấy hai túi. Em ăn cái này. Đâu? Ôi, mày báo đi. Về phụ huynh quánh ở trận đấy. Đâu? Cái đấy không ngon đâu. Ăn chưa biết. Em ăn rồi. Kinh lắm. Mày không ngoan em chứ sao không ngoan mình thằng Vinh được đúng không? Ấy, mỗi hôm này đi. Nào, cho đây. Nhắn nha. Đây, lấy đi em ơi, anh cầm cái này để anh lấy cả cái này. 10 cây. Đếm đi, đếm bao nhiêu cây đấy, anh lấy thêm mấy cây đỏ nữa nhỉ? Mấy cây mình ngu à. 100.000 20 cây. Ôi, hai anh mày đều ngu. 10 cây 40.000. Ăn bánh không? Bánh xong rồi có dừa. Có dừa thì lấy luôn. Nào. Lấy luôn. Không ngon à? Tôi nhờ. Đi tôm à? Lần đầu hết. Nhé. Yeah. Chân gà thứ này. Lấy rồi, lấy. Đây rồi, đây chân gà này, lấy chưa? Chân gà các vị này. Cái này đi thôi. Đây là cái gì? Tôm ăn thử. Không ăn đâu, không ngon đâu. Em ăn rồi gì? Em chưa ăn đấy. Thôi thử. Ừ, cho thằng Vinh chốc bắt nó ăn hết cái đấy. Đồ nước đây này. Nguyên hàng đồ nước luôn. Đây là cái gì mày? Muối mà. Cổ. Đây là cái cổ. Chết rồi. Đây là cổ gì mà dài vậy? Cổ vịt. Cổ như gơi nhỉ. Ok nha bạn. Lạ lắm rồi. Ăn lạc không? Uống bia tuyệt vời này. Uống bia đâu? Thử nhỉ. Hả? Cái gì đấy em? Này à... cơm cháy. Cơm cháy à các bạn. Cơm cháy cổng trường luôn. Đây cái này chưa lấy này. Cái này là cái gì á? Bánh xịn đấy. Bánh xịn à? Xịn thôi đó này. Ừ, thế lấy cái này nha. Tiếp, lấy gì nữa? Cái này là gì? Cái này ngon không? Hôi lắm nhỉ? Hôi à? Ừ, mà mình sẽ hôi lắm ấy. Ừ, nhiều yêu cá à. Mình sẽ mua cái này nha các bạn. Ô, một bên tô. Bên nhiêu vân này. Ok, lấy luôn. Bỏ khô anh luôn này. Bỏ khô à? Ok, lấy bỏ khô. Em cứ tập cho nó, tập cho nó quen dần đi em. Ê, bằng này chắc là phải hơn 1 triệu rồi, tí nữa em đây rửa bát lên.
Hết tiền mình về. Bao nhiêu ạ? Tổng là 285.000. Bao nhiêu? 285.000. Còn nhiều tiền đi. Chú lấy chút. Ta còn 3 cốc trà sữa nữa, 30.000 nữa. Ok đi. Đi rồi, về rồi. Em lời chị nhá. Rồi mình ra xe, mình review qua đồ ăn rồi là mình sẽ đi thử thách. Mình tìm bất kể ai đấy mình chơi thử thách xong rồi tặng đồ ăn xem người ta có chơi không nha các bạn. Ok các bạn ơi. Mình mua gọi là khá là nhiều đồ, tất cả mỗi một thứ ở đấy mình đều mua một đến hai món mà hết có 300.000 rồi các bạn ạ. Đồ ăn đâu? Review qua các bạn xem nào. Ba cái chân gà. Ok luôn. Đừng gà xuống nữa. Được thế thôi, đấy là ok rồi. Xúc xích. Rồi, đây là bánh tráng các bạn nhé. Ok, chắc mình ăn qua qua chứ không ăn được hết đâu. Ôi, nguyên cái cục này ăn đến bao giờ mới xong. Rồi, được rồi, mình cứ review qua đã. Nước này, sữa tinh, thịt bò, bánh, kiểu xích. Nó chỉ là những cái đồ ăn vặt cổng trường thôi các bạn ạ. Cũng giống như ở chỗ mình, nhưng mà được cái đa dạng đồ ăn hơn. Chỗ em có cả phở cơ mà. Chỗ em có cả bún 25.000 một bát cơ mà. Ui, thế là chắc hai anh cu này suốt ngày ở quán cổng trường ăn phở ăn bún đúng không đại gia? Không. Thế ăn gì? Con trốn mẹ để mua đồ ăn vặt đấy. Thế à, trốn mẹ mua đồ ăn vặt. Mẹ cho tiền ăn phở mà không ăn. Vâng. Chân gà các kiểu. Em ăn bánh mì. Mình tựa để nó khai hết mà nó không khai, nó vẫn còn bảo ăn bánh mì các bạn. Thực ra bọn này chắc nó chỉ mua ăn mấy cái vớ vẩn như mấy cái gọi là rẻ tiền. Còn đâu tiền còn lại nó để làm kim cương các bạn ạ. Thế à? Em chỉ biết nhờ người khác làm thôi. Em chỉ biết làm là Quân Huy thôi. À là Quân Huy à? À là Quân Huy chắc cũng ăn đoàn ngang ngang với lạc kim cương ấy. Rồi bây giờ ăn qua đi, mày đưa ăn đi. Em ăn trước đã. Đây ăn cái này đâu. Đấy cái này thằng Thà thằng Binh đó. Đây em đang để cái túi. Mày ăn thử đi, xem mà. Ui nó bốc mùi lên xe. Ui. Đây, ăn này để đây không nó chảy ra ngoài. Hả? Đây là thịt cua hoàng đế. Thịt cua hoàng đế à, biết thế. Chứ Hàn Quốc. Nhưng mà thịt cua hoàng đế mấy mà. Bạn nha. Kinh đấy các bạn ơi. Em mình toàn những cao thủ xuất chúng rồi. Mới qua học lớp 5 mà đã biết tiếng Trung Quốc rồi. Mình ăn thử nha. Đây, thằng Thảo đã ngăn cấm rồi mà thằng Vinh nó vẫn còn cố. Ngon nhỉ. Ngon không? Mày ngon không? Ngon mà. Ô. Này thế là thằng hợp khẩu vị rồi. Đến lượt Thảo ấy, Thảo review món nào ấy Thảo? À, em mời anh Thái với cả các bạn ấy. Anh xin, mời anh xin. Đùa. Chào em. À đấy, các bạn chỉ xem thôi, các bạn có ăn được đâu mà chẳng mời, mày mời anh đi. Sao cay thế? Cay không? Cay. Ui. Cay. Thới công chuyện rồi. Wow, Thảo nó không ăn được cay mà nó lại đi lấy cái cay các bạn ạ. Mình thử cái xúc xích vị ngô. Ngon. Xúc xích vị ngô này ăn có vị ngô các bạn ạ. Xúc xích ngô và không có vị ngô thì có vị gì? Cả hạt ngô luôn cơ. Thế á? Vừa rồi mình định review luôn đồ ăn ở trong quán đấy các bạn. Nhưng mà có mấy em cũng hơi ổn nên là mình lên xe. Mình ăn tiếp nha các bạn. Ủa? Ủa nhìn rồi review. Thôi Bình ăn đi Bình ạ. Ê, ăn cửa đây. Ê, uống chanh muối, mình thích uống chanh muối. À, ừ nhờ đấy, nói mới nhớ. Rồi, bây giờ bọn mình bắt đầu thử thách bẻ đồ đong đao nha các bạn. Bẻ đồ đong đao để nhận phần thưởng là mấy cái đồ ăn vặt này chứ. Ngồi đây một lúc nữa là bọn này nó hút hết sạch ấy. Đây, rồi. Review là soi lại nha các bạn. Cái này gọi là cái 30 cân. Cái này 40 cân, cái này hình như là 50 cân đúng không? Rồi, bây giờ mình đi ra xem mà các bạn nào mà muốn chơi thử thách thì mình mời các bạn đi chơi nhé các bạn. Anh đang đi làm một cái thử thách này. Ra đây. Em có biết cái cây này là cái gì không? Cây lò xo. Ừ, gậy lò xo đúng rồi. Bao nhiêu cân này? Cái này anh không biết, cái này hình như là cái này hình như là 60 cân. Em bẻ từ từ. Em bẻ được không? Em hay bẻ này không? Em có. Ừ. Bẻ được không? Nào. Ui. Ui ơi, cố lên nào. Chịu à? Để đồ em bẻ đi, em bẻ đi. Đâu bẻ đi chứ. Ui. Nóng ơi. Đeo dây vào. Cố chuối ấy. Ừ được ạ. Em đeo dây vào xong em bẻ chắc là được ạ. Ờ nào, cố lên. Một cái thôi, chỉ cần một cái thôi. Tì được không? Tì á? Ờ, không chơi tì cơ. Chỉ cần một cái không tì thôi. Để tao bẻ cho ông Thành kia. Ôi,
Thôi em cứ để em bẻ, vừa em bẻ được có bẻ đâu. Không được tì nhá. Nào bẻ thử thế nào, bẻ thử anh xem nào. Nào cố lên. Và hít đây, quay lại đây, tiên bẻ thái chuối. Hít sâu vào. Thái chuối. Rồi em bẻ đi, em bẻ đi. Cố lên. Một cái thôi. Thái chuối. Ui giời ơi, đeo cái tai, đeo cái dây vào, đập vào trong cái dụng hết ngô. Không bẻ được rồi, thôi, em mà chịu thua rồi. Nhưng mà anh em có tinh thần cố gắng, anh cho cái kẹo. Lấy đi. Rồi. Em học lớp mấy rồi? Em học lớp 8. Lớp 8 rồi á? À? Anh cũng mới học lớp 9 rồi mà sao mày cao thế? Anh cũng đang đi thôi, anh chỉ không biết ai nhờ, không biết ai. Em học lớp mấy rồi? Lớp 8 à? Em nhà ở đây à? Cái này bao nhiêu cân? 80. Cái 40. Em bẻ không? Em xỏ vào đây, xỏ đây bẻ này. Xỏ vào không là nó đập vào mặt đấy. Cái này là cái 60 cân. Không tì, em không cần tì. Không tì có bẻ được. Một cái thôi. Ui. Không bẻ được. Gần được rồi. Đừng có nhìn gái, em nhìn sang lên trời đi. À thế à? À sơn kim lên đấy nhỉ. Nào lấy đà nào, 2, 3 cố lên. Rồi như thế là được rồi. Em lấy đồ ăn. Đây em lấy đồ ăn đi. Đây cho cái chân. Em bẻ cái lò xo không? Em bẻ cái lò xo không? Em bẻ cái lò xo không? Ồ. Em bẻ lại cho anh một lần nữa, anh cho chai nước. Nào cố lên. Cái này cái 50 cân nha các bạn. Cái này em bẻ được nhiều. Ui, đẳng cấp. Ồ, được đấy. Đúng rồi, ui được rồi này. Uống nước đây cho nó tăng sức mạnh. Tao đi ra để thật cao thủ vía. Đây, từ từ. Em xỏ cái tay vào đây không là anh sợ nó phập vào mặt. Cái này là cái bao nhiêu cân? 50 cân. Hay em bẻ cái 50 cân trước đi. Ui. Ui cẩn thận nhá. Ôi rồi. Ghê đấy. Ai gọi mình vậy? Ai gọi đấy? Quá ghê. Nào 2, 3 bẻ. Cố lên. Cho tay. Hải nó cao đấy nhở. 40 cân nữa. Ok. Rồi được rồi, thôi được rồi. Rồi thằng này nó nhiệt tình. Không bẻ. Em bẻ được cây 60 cân này không? Bẻ đấy. Không bẻ đâu rồi, nhìn mấy em này là lớp 8 với lớp 7 rồi các bạn ạ. Mình lên đây mình thấy có mấy em lớp 9 đây, mình bảo mấy em lớp 9 bẻ thử nha. Đâu? Đây. Sao lớp 9 mà còn bẻ mấy cái thằng cu lớp 8 này? Vừa rồi vào kia mua đồ ăn vặt mà ăn mãi không hết. Thế bây giờ anh bảo là mấy đứa bẻ cái cây 50 cân này bẻ một cái không tì. Mấy đứa đâu cái túi đồ ăn rồi? Thì đây anh có mấy cái túi đồ ăn, mấy đứa cứ bẻ được một cái, mấy đứa lấy mua thích ăn gì thì ăn. Áo đỏ ai khỏe này? Áo đỏ đứng đây. Em học lớp mấy rồi em? Đây em quay hướng này. Anh kết em ở đây, đứng đây. Rồi em cái này bao nhiêu cân? Ui. Ui. Cái này cái bao nhiêu cân nhỉ? 50. 50, cái 60 cân đâu? Đây em bẻ cái 60 cân cho anh xem. Anh nghĩ là em nên xỏ tay vào đây. Anh thấy hơi ghê. 60 cân đúng không? Ôi. Quá ghê, bắt tay cả. Em học lớp mấy rồi? Lớp 8. Lớp 8 á? Các bạn về lên TV nha. Em lấy đồ ăn không? Đây. Đấy. Đây là nó lớp ở trong xó này nó bẻ đấy. Ngại em. Lớp 9. Lớp 9 này em. Phong à. Ra đây, ra đây. Em ra đây. Ra đâu? Ra đây bẻ. Em ra đây. Mượn thôi. Thì đi ra đây. Thế ngại cái gì? Chúng ta là những thanh niên đẹp trai nhất trường. Đó. Lớp 9 rồi. Em bẻ được cái cây 60 cân không hay là cây 50 cân? 50 cân. 50 cân à? 50 cân đâu? Đau lắm. Quay em vừa rồi, quay. Có người yêu rồi, cố lên. Có người yêu rồi, cố lên. Có người yêu rồi. Được rồi. Ok. Rồi em là cũng suýt bẻ được ấy, nhưng mà tì chắc bẻ được đúng không?
Sao anh bị không? Đây em bị không? Không có sức, có cây 20 cân cho em. Anh đây chỉ có 3 cây này à? Đâu anh có từ 20 cân đến 100 cân nhưng mà anh nghĩ là bọn em không biết là 100 cân anh không cần. Cái thì cơm 100 cân ra đây em xem nào. Không tì nói gì. Em bẻ cây bao nhiêu? Cây to nhất à? Thôi quay em mới bẻ cây to nhất thôi. Bẻ được mới quay đúng không? Đây bẻ được mới quay nha. Rồi ok bẻ được mới quay. Rồi quay đây. Quay đây. Bẻ được rồi quay đây. Anh vừa thấy em bẻ được xong. Không không, em không bẻ lại. Đấy quay đây. Được. Rồi quay đây, quay đây. Anh đã chỉnh một rồi em lên đây. Không. Đây em được anh ạ. À thôi đùa hay được rồi. Mình cứ phải tự tin lên. Có người yêu chưa? Có rồi, em có. Đấy, có người yêu rồi mà còn ngại. Em thì có đâu. Thằng này phải xứng đáng có hai người yêu để hết ngại à. Lan Trường lại bẻ đông đao đi. Bẻ được hai cái luôn. Bẻ được hai cái vừa anh thấy quay. Không quay đúng không? Quay thằng này thằng kia nó chạy ra kìa. Yeah. Hay Thảo bẻ cho mấy em xem. Đây. Rồi. Thằng Thảo này nó mới học lớp 6 thôi. Nó không tì mà nó bẻ một tay mà nó bẻ được một cây 5 cân. Một tay nó bẻ cây 5 cân mà kêu. Đâu em bẻ anh xem nào. Đâu, cái này cây 60 cân đúng không? Rồi. Và đây là em tên gì? Hải đứng ở đây bẻ anh xem nào. Đứng ở đây để treo các bạn gái nhìn ngại. Mệt này. Rồi đây quả quay chiến của ai đây? Của đây đây. Đây. Yeah. Không phải đây. Cái này là đi lai gái bay cả giấm rồi này. Mình quay ở đây thì ông kia ông không bẻ, ông đan choàng kìa. Ông đan choàng ông cứ ra sau xe ông mới bẻ các bạn. Cẩn thận hỏng đô à hỏng hàng á. Em quay đây xem nào. Em bẻ được mà em cứ ngại cái gì. Đây hay dùng cây 50 cân đi. À đâu cây 60 cân. Test đi anh xem nào. Em test anh xem nào. Đấy bẻ được ấy. Wow đẳng cấp ấy nhờ. Lại phát nữa không em. Thế này cái lấy cây 50. Lấy cây 50 thử đây. Này, thử. Cây này cây 60. Đâu cây 50 nó có chữ ở đây. Ở đây 50. Ở đây à cây 60 à. Ăn là chuối. Ừ em còn răng đâu hết rồi. Ăn kẹo nhiều lắm à. À thế à là do ăn ít kẹo thôi nha. Ăn 2 chuối rồi. Wow bẻ được cây 60 cân này các bạn ơi. Ồ hai cái luôn. Ở bên kia có một số bạn nữ sang gạ mấy bạn ấy bẻ đồng đào đấy. Thảo Sách ơi đây em. Đỡ bắt được em. Đuổi nhau, đuổi mạnh mà. Đỡ bắt được em. Mơ. À, hay đi vào trường xem các bạn nữ trong ấy có bẻ được không đau không nè. Trong đấy còn mấy bạn nữ khỏe lắm. Khỏe à? Lắm. Đi. Wow. Ôi, ui. À. Ai chà. Ai chà. Ai chà. Ui, kinh thế. Rồi. Ôi, giang đồ ấy em. Chắc là chơi cái trò này nhiều là răng rụng hết rồi đúng không? Đây cho em cái đây em thích ăn cái gì đây em lấy. Em ăn cái gì? Em uống nước không hay là ăn cái đồ ăn vặt? Đây em uống nước à, lấy cho em chai nước em. Coca không? Rồi. Xuyên qua đùi không? Được, xuyên qua đùi bẻ đi xem nào. Ui là giống hệ thảo đen. Một. Nhiều nữa, xem bao nhiêu cái nào, tối đa bao nhiêu cái nào. Hai. Ui xoài. Ôi ghê đấy. Bao nhiêu cái? 4 cái. 4 cái là ghê rồi ấy. Chất nhờ. Bẻ được 4 cái cơ. Không bẻ được 1 cái. Đây cho em mấy đồ ăn. Hay là bọn mình xuống trường cứ một chỗ em đi. Hợp lý các bạn. Nhiều người lắm thật. Mình thấy ở đây các bạn ấy hơi ngại. Các bạn ấy rất là khỏe ấy. Nhưng mà các bạn còn ngại các bạn ạ. Bẻ 1-2 cái 60 cân mà không tì là cũng là gọi là đẳng cấp rồi đấy. Thôi được rồi, cất đồ đồng đào lên. Cái vlog thử thách mua đồ ăn vặt cổng trường và bẻ gậy lò xo với các em học sinh ở xã vùng cao ở chỗ mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Thực sự là mấy em ấy khỏe đấy nhưng mà mấy em còn ngại nên là chưa dám ra ống kính nhiều các bạn ạ. Nếu các bạn muốn mình thực hiện ý tưởng này tiếp thì mình sẽ đi một cái trường khác để quay cho các bạn xem nha. Xem đồ ăn vặt cổng trường ở đó khác có gì khác và các bạn ở đấy có khỏe không nha các bạn. Có chăm có khỏe không, có tập chăm tập thể dục thể thao không nha. Nói chung là video mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye. Các bạn ơi, ảnh thảo viết của các bạn đây. Tần nào đấy? Anh ấy chưa đi một quãng đường dài. Và anh ấy đã
chuẩn bị. Hai. Đây là chưa đi sang tỉnh khác và đi sang quốc gia khác nha các bạn. Chỉ đi xung quanh đầm Hà thôi mà bạn Thảo đá như này.